tuần văn hóa Việt Nhật lần thứ 20, ngày 3 tháng 8 tới thì thành phố Hội An sẽ khánh thành công trình trùng tu chùa Cầu. Tuy nhiên trong mấy ngày qua thì khi mà hệ thống nhà bao che được tháo dỡ, di tích đặc biệt này xuất hiện trở lại sau gần 2 năm đại trùng tu thì đã rộ lên nhiều tranh luận, nhiều tranh cãi với các ý kiến đa chiều cả trên báo chí và cả các trên các trang mạng xã hội về diện mạo sau trùng tu của cây cầu mang tính biểu tượng này. Nhiều ý kiến cho rằng sau 19 tháng trùng tu, di tích chùa Cầu, Lai Viễn Kiều dường như không còn rêu phong cổ kính khiến du khách lạ lẫm. Mái ngói âm dương chùa Cầu được hạ giải theo trình tự để vệ sinh, phân loại bảo quản và tận dụng tối đa. Ngói mới thay thế tương đồng kích cỡ hình dáng và cấu trúc so với ngói cũ, vì vậy mái chùa Cầu nổi bật khác biệt so với màu rêu phong trước đó. Các họa tiết cũng vậy, sau trùng tu có màu xanh nổi bật. Ngay cả bức tường phía trước chùa Cầu cũng được phủ vôi mới và những mảng rêu bám cũng không còn. Hông chùa Cầu được quét lại màu trắng. Tất cả những gam màu này gây cảm giác chùa Cầu được làm mới khiến nhiều người lạ lẫm. Nhưng cũng vì điều này mà nhiều người không khỏi ngỡ ngàng vì độ độc lạ của di tích. Có thể nói chùa Cầu là một biểu tượng quá quen thuộc với nhiều người dân và du khách khi mà đến Hội An. Ngôi chùa cổ kính y trên tờ tiền 20.000 đồng với kiến trúc độc đáo không chỉ là di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng mà còn là niềm tự hào của người dân phố Hội. Hơn 4 thế kỷ tồn tại, dấu tích của thời gian đã in hẳn lên từng góc cạnh của ngôi chùa vậy. Nên chùa Cầu đã được trải qua không ít lần tu bổ. Lần trùng tu quan trọng nhất cũng vừa hoàn thành cách đây không lâu. Và khi lớp áo cũ được làm mới đã lập tức tạo nên những cuộc tranh luận. Vậy thì chùa Cầu sau trùng tu có gì đặc biệt mà dân tình phải xôn xao đến vậy? Hơn 4 thế kỷ tồn tại, công trình kiến trúc này đã bị xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng và đã trải qua 7 lần tu bổ trùng tu. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài, việc tu bổ chỉ dừng lại ở mức gia cố chống đỡ để tránh nguy cơ sụp đổ di tích. Lần trùng tu quan trọng nhất này bắt đầu từ cuối năm 2022 với tổng vốn đầu tư 20,2 tỷ đồng. Với sự tham gia tư vấn của các chuyên gia Nhật Bản, việc tu bổ chùa Cầu được thực hiện cẩn trọng, tỉ mỉ, khoa học. Đây là cột gỗ cũ đã được tận dụng và phần gỗ mới được nối vào thay cho phần chân cột đã bị rỗng ruột. Toàn bộ các cấu kiện gỗ tại chùa Cầu đã được đánh số, sắp xếp phân loại trước khi hạ giải để có thể tái sử dụng hoặc thay thế một phần. Đảm bảo các nguyên tắc của trùng tu, có khoảng 60% khối lượng gỗ đã được gìn giữ và tái định vị tại di tích sau khi tu bổ. Với quan điểm giữ gìn sự nguyên vẹn của tổng thể hình thức kiến trúc và kết cấu, từng bộ phận cấu kiện hiện vật nguyên gốc được tái sử dụng ở mức tối đa có thể. Do vậy, từ thanh đá, viên gạch ngói, cấu kiện gỗ đến họa tiết hoa văn và cả gốm đĩa cổ đều được xem xét cẩn trọng mức độ hư hỏng, cố gắng giữ lại tối đa thành phần còn tốt. Về giải pháp, việc trùng tu sử dụng kỹ thuật thi công truyền thống kết hợp với loại vật liệu hóa chất hiện đại để gia cố, gia cường sự chắc chắn để tận dụng lắp dựng lại. Năm 2016 thì thành phố đã tổ chức hàng loạt các hội thảo quốc tế và trong nước, và sau đó cùng với các chuyên gia Nhật Bản đã đi đến kết luận là chúng ta phải đại trùng tu chùa Cầu bằng phương pháp hạ giải. Theo kế hoạch thì công trình chỉ được tiến hành trong vòng một năm thôi, nhưng mà do cái tính chất cẩn trọng trong cái quá trình trùng tu cho nên chúng tôi đã nhiều lần dừng lại để tham khảo ý kiến các chuyên gia về những vấn đề mới phát sinh để làm sao cho cái việc trùng tu nó đảm bảo cái tính chất khoa học. Thực tế màu sắc của hệ trang trí mái chùa Cầu được tu bổ phục hồi dựa theo một số vị trí hiện tồn màu sắc nguyên trạng. Nỗ lực là vậy, song không thể tránh làm cho di tích có phần mới ra, nhưng điều quan trọng hơn là đã giữ gìn được tính nguyên gốc, nguyên tắc số 1 trong tu bổ di tích. Khi nhìn trên mạng ấy, cái hình ảnh của chùa Cầu trên mạng thì theo tôi thấy là nhìn rất là mới. Thì mình cũng nghĩ là hơi thất vọng một chút về công tác trùng tu, nhưng mà tuy nhiên là khi mà thực tế đến Hội An và đến trực tiếp đến chùa Cầu thì nhìn hình ảnh thực tế thì những cái nét cổ kính còn được giữ hầu như là nguyên vẹn. Sau khi trùng tu, tôi thấy chùa Cầu rất đẹp, nó vừa cổ kính lại trông cũng rất mới. Những người kỹ sư, người thợ đã làm rất tốt công việc của mình, nó trông vẫn như 10 năm trước nhưng sạch sẽ hơn và sắc sảo hơn. Chùa Cầu in đậm vào tâm trí bao người bởi sự cổ kính. Thậm chí với cư dân Hội An, đây là công trình mang tính biểu tượng trước khi nó được xếp hạng di tích. Vì vậy, sự khác lạ trong mắt nhìn sau khi trùng tu, Âu cũng là điều dễ hiểu. Có thể thấy diện mạo sau cuộc trùng tu chùa Cầu với tổng kinh phí hơn 20 tỷ đồng là tâm điểm của dư luận những ngày qua.
Trước những ý kiến của du khách và người dân thì Cục Di sản Văn hóa cũng đã đề nghị địa phương báo cáo cụ thể và trả lời một cách chính xác. Phóng viên chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về vấn đề này. Nếu theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa, quy định pháp luật về xây dựng thì chắc chắn cái nội dung tu bổ di tích chùa Cầu nó phải đảm bảo đúng theo nội dung dự án thiết kế bản vẽ thi công đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Và chúng tôi cũng đã kiểm tra các cái thông tin và cái quy trình triển khai tu bổ công trình này của cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Nam liên quan đến cái việc giám sát, kiểm tra và chủ đầu tư của cái dự án này. Thì các cơ quan chức năng của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cam kết thực hiện đúng với cả cái nội dung dự án và thiết kế đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như là Cục Di sản Văn hóa thẩm định. Thưa quý vị, như vậy là theo lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa thì việc trùng tu chùa Cầu được giám sát chặt chẽ từ các bộ ngành văn hóa, cơ quan trung ương và có chuyên gia tư vấn Nhật Bản tham gia trên nguyên tắc công khai, minh bạch. Chùa Cầu được trùng tu đảm bảo tiệm cận với tính nguyên gốc, nguyên bản. Còn việc dư luận phản ứng trái chiều với màu sắc sau khi trùng tu cũng là điều bình thường. Để có thêm góc nhìn về việc trùng tu chùa Cầu, chúng tôi cũng đã mời đến trường quay thời sự của VTV8 hôm nay ông Nguyễn Sự, nguyên bí thư Thành ủy Hội An. Cảm ơn ông Nguyễn Sự đã tham dự buổi trao đổi này. Thưa ông, vậy thì ông bình luận thế nào về những thông tin trên mạng xã hội cũng như báo chí những ngày vừa qua liên quan đến ngôi chùa Cầu nổi tiếng không? Theo tôi thì đó là một điều đáng mừng, bởi vì người dân đến bây giờ người ta đã quan tâm hơn đến di tích và di sản của cha ông để lại. Bởi vì người ta có quan tâm thì người ta mới nhìn thấy sự đổi khác của một di tích và một di sản. Và thực tế của Hội An trong nhiều năm qua đấy, 80% là di tích của tư nhân và chính người dân là người giữ gìn, bảo tồn và quản lý di tích đó. Và chính hôm nay chính cái chùa Cầu á, khi người ta thấy khác lạ, bởi vì sau khi chúng ta trùng tu thì bây giờ nó cũng quét vôi này, màu này nó mới hơn cái hồi khi xưa. Do đó người ta có ý kiến, mà tôi nghĩ rằng điều này là nó xuất phát từ tình yêu đối với di sản, trách nhiệm đối với quê hương và trách nhiệm đối với chùa Cầu, cho người ta có ý kiến. Do tôi cho đây là một điều đáng mừng, và những người quản lý lãnh đạo và kể cả tôi là người Hội An nữa, tôi rất trân trọng những ý kiến này và cảm ơn họ. Thì có như vậy thì mới làm cho di tích nó sống được trong lòng dân và nó được bảo tồn cách tối đa hơn bởi của sức dân và ý thức của người dân. Trước đây với vai trò quản lý thì ông cũng là người từng đưa ra các quyết sách về bảo tồn các đô thị cổ đặc biệt Hội An mà dưới sự điều hành của ông. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về những chuyên gia cũng như chính quyền địa phương trong cái lần trùng tu chùa Cầu lần này? Cách đây phải nói là việc đặt vấn đề trùng tu chùa Cầu bằng cách hạ giải toàn bộ đã đặt gần 30 năm nay. Lúc đó tôi đang làm công tác, nhưng lúc đó các chuyên gia mà ngay cả bản thân tôi cũng rất phản đối quyết liệt cái chuyện hạ giải, bởi vì việc trùng tu chùa Cầu là đúng luật, không ai bàn cãi cái chuyện đó. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta hạ giải xuống thì phương pháp nào, cách nào thì khi chúng ta dựng chùa Cầu trở lại thì nó không bị sai lệch và không bị nghĩa là biến dạng. Thì như vậy đến bây giờ là với cái công nghệ hiện đại, với kỹ thuật cao và với những cái kinh nghiệm quốc tế thì việc hạ giải lần này và trùng tu thì qua theo dõi thì thấy rằng anh em vẫn đảm bảo được tính chân xác, tính nguyên gốc và tính nguyên bản của cái chùa Cầu này. Do tôi cho đó là sự nghĩa là đến bây giờ tôi cho được trùng tu rất là ổn, rất là ổn. Do đó là khi mà bản thân có một vấn đề mới thì người ta có ý kiến đó là chuyện bình thường, có thể là ý kiến đó là ý kiến trúng, là bằng cách là người ta nhìn nhận thấu đáo với ý kiến nó chưa trúng, bởi vì đó là tình cảm của họ, họ muốn cái gì cũng không được thay đổi. Thì những điều đó chúng ta lắng nghe, nhưng có một điều tôi cũng nói thật, lắng nghe nhưng không có nghĩa là chúng ta chạy theo. Những cái điều người ta nói đúng chúng ta cần phải điều chỉnh và sửa, còn những gì mà nói chưa đúng chúng ta cần phải giải thích lại với họ, nhưng phải có cái thái độ là cầu thị và trách đặt. Rõ ràng là khi mà chúng ta làm công việc gì đó mà được những người xung quanh quan tâm, đặc biệt là những công việc mà liên quan đến văn hóa, đến di sản như thế này, các ý kiến đóng góp bao giờ cũng có giá trị nhất định ở một khía cạnh nào đó. Tại vì mỗi người khi đưa ra ý kiến là họ nhìn từ góc độ của họ, đúng không ạ? Chúng ta có thể tiếp nhận và chúng ta có thể phản hồi và cùng nhau đưa ra những quan điểm đúng. Vậy thì theo ông, chúng ta đều biết rằng là lắng nghe dư luận là một điều cần thiết. Tuy nhiên thì đấy, như chúng tôi đã vừa chia sẻ, rõ ràng cái việc phản hồi lại cũng rất là quan trọng. Vậy thì qua câu chuyện trùng tu chùa Cầu lần này,
ông có kiến nghị gì, có những chia sẻ gì, có lời khuyên gì với chính quyền thành phố Hội An, nơi mà ông vô cùng yêu mến, trong cái cách ứng xử với di sản, trong cách lên kế hoạch trùng tu, hay là hướng đến những cái điều mới mẻ trong bảo tồn di sản thành phố Hội An? Tôi nghĩ như thế này, là đối với sau cái đợt cái dư luận của chùa cầu và những vấn đề xảy ra trên di tích Hội An mà dư luận trong những ngày vừa qua, thì đó là nhắc nhở đối với các cấp chính quyền và những người quản lý di sản, là đối với di sản, đối với di tích là bao giờ cũng hết sức cẩn trọng. Dù chúng ta dựa trên cơ sở khoa học nào đó, nhưng cái điều quan trọng hơn vẫn là làm sao đấy cho để thuyết phục được người dân bằng cái những cái cơ sở khoa học đó. Và cái điều quan trọng hơn nữa, tức là người dân người ta sống ở đó không ai hiểu chùa cầu, hiểu di tích và hiểu những ngôi nhà mà họ đang ở bằng chính họ. Do đó tôi cho đây là lời nhắc nhở, cũng là cảnh báo để cho trong quá trình làm chúng ta cẩn thận hơn, làm sao để di tích nó được nghĩa là tồn tại lâu dài và thậm chí nó để lại cho đời sau mà nó không bị biến dạng đi trong quá trình trùng tu. Dạ, rõ ràng là yêu với nhắc đến mà mê thì mới quan tâm, đúng không ạ? Đúng rồi. Những cái ý kiến đóng góp của người dân trong câu chuyện này rõ ràng là mặc dù có thể là không có giá trị về khía cạnh kỹ thuật, tuy nhiên thì hoàn toàn có giá trị về khía cạnh đánh giá và cân đong đo đếm được tình cảm của người dân đối với công việc, với cái việc đặc biệt là được tôn nghĩ rằng chúng tôi đã nói vấn đề kỹ thuật thì tôi cũng bảo, nhưng mà cái giá trị về mặt tinh thần, giá trị về của cộng đồng nó vô cùng quan trọng để sự tồn tại của di tích. Nó không dựa trên yếu tố kỹ thuật, không chỉ dựa trên yếu tố kỹ thuật, nhưng mà nó dựa lên cái lòng yêu mến của mọi người đối với di tích đó. Họ có trách nhiệm mà chúng ta mà đặc biệt đó của ông là trên 80% của tư nhân, và chính họ là người giữ gìn bảo vệ và làm cho những di tích nó còn tồn tại cho đến hôm nay. Vâng, xin được cảm ơn sự tham gia của ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An với chương trình hôm nay. Cảm ơn ý kiến của ông đối với cái chùa cầu, một trong những di sản nổi tiếng và được yêu mến nhất trên, có thể nói là trên lãnh thổ Việt Nam của chúng ta, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, đúng không ạ? Cảm ơn ông rất nhiều.